Để tới gần chết vậy trời. Ai cắt tóc cho mẹ mẹ? Còn không có cắt đó nha, không có biết đâu nha. Ai cắt gì? Chia làm 3 tầng luôn nè. Đi đây coi. Quay đây coi mẹ. Mẹ. Để quạt được cho mát mà. Để vậy ha. Qua mặt lên coi. Thôi mà lấy lên xe rồi. Tính lên ghế mình. Được, đứng dậy thẳng lưng lên. Đó, thấy không? Người ta thẳng cái lưng lên. Cái gì đâu mà cà khơm khơm người sao mà ấy. Ở tù mới ra gì vậy? Mẹ mới tù ra đúng không? Để cái thằng tắn ra. Mẹ mới đi tù về đúng không? Mẹ tù tội đúng không? Mẹ là bà già tù tội đúng không? Tóc tay kỳ trời. Người đẹp mà hết gì chả đẹp. Thở gì vậy? Chưa, có sửa cái này lên. Nhét tay vô kìa. Nhưng mấy thằng con đồ như mày đi cấp giật quá.